Số tiền đến thời điểm hiện tại quỹ nhà hảo tâm gửi về giúp đỡ cho hai bà cháu là dán gạch hết rồi, rất là sạch sẽ luôn. Ở đây thì có là làm một cái bực cho hai bà cháu bước lên cho dễ này. Tối nào buồn con cũng khóc vậy, con cũng không hiểu là tại sao mà mẹ con lại bỏ con. Mà con đi học con thấy ai cũng được mẹ đưa đi học, họp phụ huynh cũng có mẹ đưa mà con không có. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Bến Tre. Hôm qua thì Đồng ở Kiên Giang quý cô chú anh chị. Hôm nay Đồng di chuyển về Bến Tre để ghé thăm lại hoàn cảnh của bé Thu. Nói về hoàn cảnh của bé Thu là một cô thiếu nữ 16, 17 tuổi rất là thương tâm. Đó là cha mẹ thì mỗi người có một cuộc sống riêng, không còn ai ở bên cạnh bé nữa. Hiện tại thì bé phải nghỉ học để ở nhà vì không có ai lo cho cuộc sống của bé. Bé nghỉ học ở nhà thì làm những công việc vặt, ví dụ như ai thuê gì thì bé làm đó. Thậm chí hàng ngày thì bé còn đi chặt củi để dành để bán, để kiếm tiền nuôi bà nội. Bà nội hiện tại thì cũng lớn tuổi rồi, bệnh tật triền miên nên không thể làm được việc gì. Khi Đồng đăng tải video của bé Thu lên, nhận được rất là nhiều sự yêu thương của quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Do vậy thì Đồng với bên những anh đội thợ thiện nguyện lúc trước thì có nói là sẽ xây dựng lại căn nhà cho hai bà cháu. Chắc quý cô chú anh chị cũng thắc mắc là lâu nay sao Đồng không ghé thăm lại hoàn cảnh của hai bà cháu bé Thu. Thì do cũng gặp một số trục trặc về vấn đề xây dựng quý cô chú anh chị. Hôm nay Đồng thăm lại đây để thông báo kết quả và những cái nguyên nhân vì sao mà xảy ra những vấn đề đó. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Thì đây là con đường đi cái cổng đi vào nhà của hai bà cháu này quý cô chú anh chị. Thì cổng cũng làm bằng những cây tre mà hai bà cháu tự tự chặt tự cột như vậy này. Đồng ý cổng này thì chỉ đóng vậy cho có thôi. Ở phía bên bay thì trồng được một dàn, cái này gọi là dàn bầu này, đúng đậm chất cảnh của miền miền Tây luôn. Thầy chào con gái nhé. Dạ con chào thầy, chào ông bà cô bác. Cho thầy gắn mic. Ôi con chào ông bà cô bác đấy. Dạ con chào ông bà cô bác ạ. Sáng nay thì thầy ghé tới đây rất là sớm để giống như là để bàn giao căn nhà cho hai bà cháu á. Dạ. Và sáng nay thì đang làm gì đây con? Dạ con đang quét sân. À sáng ra là quét sân vậy ha. Dạ. Bây giờ thì sao rồi, cuộc sống sao, sức khỏe sao? Chia sẻ cho ông bà cô bác biết được không? Dạ nhờ có ông bà cô bác thương tình nên giờ hai bà cháu con có cái nhà lành lặn, con với bà nội mừng lắm. Mừng lắm không? Bà Dạ. nội nói sao? Dạ bà nội con mừng lắm. Là giờ là nhà là chắc chắn rồi ha, đâu có còn dột mưa nữa hả? Dạ. Rồi là không còn đi thì chắc không còn bị đứt chân nữa hả? Dạ hết rồi. À, nay thì ngủ ngon lành không? Dạ ngon. Ừ. Lâu nay thì cha mẹ có gọi điện về hỏi thăm con không? Dạ không có. Không có luôn hả? Dạ. Con có buồn không? Dạ có. Ừ. Thôi thì cái chuyện mà cha mẹ thì mỗi người sẽ có một cái cuộc sống riêng ha. À, có thể trong cuộc sống hôn nhân thì cha mẹ gặp những cái trục trặc gì đó. Do vậy thì mỗi người sẽ có một cái con đường riêng để là tìm cái hạnh phúc mới cho mình. Do vậy thì cũng không có nhắc đến cái vấn đề quá khứ quá nhiều. Giờ chỉ đến hướng đến tương lai tốt đẹp cho con cũng như bà nội thôi ha. Bây giờ mình vô thăm nhà đi con. Đấy, hôm nay vô đây là phải bỏ dép ra này quý cô chú anh chị. Trước là chỗ này nó đứt tùm lum lắm. Con kêu bà nội lên đi con. Bà nói ơi. Dạ, con chào bà nội nhé. Chào cháu. Dạ. Rồi bà nội ơi, hôm nay thì con nhận được cái thông tin bên cái đội mà làm nhà cho hai bà cháu á, thì thông báo thì căn nhà hiện tại đã hoàn thành rồi. Vậy thì hôm nay con sắp xếp thời gian tới đây để bàn giao căn nhà cũng như công bố danh sách quý nhà hảo tâm gửi về giúp đỡ cho hai bà cháu á. Thì bữa giờ thì bà nội thì sức khỏe sao bà nội? Ừ, cũng quen hoài con ơi. Dạ. Tới bác cũng bà cũng rồi gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân với các nhà tài trợ với con thầy giáo đồng với Dạ hôm nay thì cái nhà từ thiện dạ hôm nay thì biết Đồng xuống đây thì hai bà cháu chắc thức rất là sớm này.
Làm trái cây rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị này. Cái này là ai làm bà nội? Nó thu ạ. Dạ, khéo tay dữ à. Được nhà mừng lắm con ơi. Dạ bữa giờ mừng không bà nội? Mừng lắm, mà ngủ không được luôn ạ. Nay thì ngủ không có sợ dột mưa rồi mát ha. Ừ. Bây giờ đầu tiên thì con sẽ xin phép đầu tiên là công khai toàn bộ danh sách quý nhà hảo tâm gửi về giúp đỡ cho hai bà cháu ha. Hai chồng bà cháu bé Thu. Sau đó thì con sẽ công khai chi phí sửa căn nhà rồi là những cái thiết bị mình mua sắm bà nội. Trước khi mà đồng công bố danh sách quý nhà hảo tâm gửi về giúp đỡ cho hai bà cháu thì đồng cũng thay mặt những hoàn cảnh khó khăn, thay mặt hoàn cảnh hai bà cháu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước rất là nhiều. Nhờ những sự yêu thương, nhờ những tấm lòng của quý nhà hảo tâm thì những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống mới có được những căn nhà khang trang, căn nhà mơ ước để có chỗ che nắng che mưa. Và sau này thì tương lai của những hoàn cảnh sẽ bước sang một cái trang mới sau những cái biến cố cuộc đời quý cô chú anh chị. Thì đầu tiên thì đồng xin cảm ơn cô Lan ở Tân Uyên, ở Cali thì gửi là 2.330.000 là 100 USD. Cô My ở quận 7 gửi là 1.000.000 đồng. Anh Tạ Quốc Tuấn gửi 1.577.000. Bác Việt ở Long Khánh 500.000 đồng. Nguyễn Công Tình 200.000 đồng. Trí chuyển giúp hai bà cháu 500.000 đồng. Một em sinh viên An ở Đại học Đồng Tháp 200.000 đồng. Lê Thanh Bình 300.000 đồng. Trâm Thúy quận 12 200.000 đồng. Anh chị Sơn và Phượng Nguyễn 200 USD, rồi ra được là 4.660.000 đồng. Chị Sơn Hoa Diệp 300 USD, đổi ra được là 6.975.000 đồng. Chị Liên ở thành phố Hồ Chí Minh gửi 500.000 đồng. Anh xin giấu tên gửi 200.000 đồng. Đỗ Thị Kim Nhung gửi 300.000 đồng. Tài khoản nguồn 4 số cuối 6160 gửi 500.000 đồng. Anh Giàu Nguyễn ở Mỹ gửi 100 USD, đổi ra được là 2.330.000 đồng. Cô Nguyễn Loan gửi 100 USD, đổi ra được là 2.330.000 đồng. Anh Dũng Trần gửi 200 USD, đổi ra được là 4.660.000 đồng. Tuấn A Nguyễn gửi 60 USD, đổi ra được là 1.390.000 đồng. Chị Trang ở Bảo Lộc gửi 500.000 đồng. Anh Johnny gửi 50 USD, đổi ra được là 1.160.000 đồng. Thọ Bùi gửi là 2.308.000. Chị Thủy ở Úc gửi 5.000.000 đồng. Chị Tùng gửi là 1.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đến thời điểm hiện tại quý nhà hảo tâm gửi về giúp đỡ cho hai bà cháu là 40.620.000 đồng. Thì sau đây thì con sẽ trừ ra chi phí bà nội. Quý cô chú anh chị thì chi phí thì đồng có nhờ chị Thoa mua giúp vật liệu cũng như là giữ hộ hóa đơn. Thì chị Thoa có gửi cho đồng đây. Trên đây là toàn bộ hóa đơn quý cô chú anh chị. Thì đồng sẽ đọc chi tiết ra. Đó là nhà cô Duyên, bé Thu, toa gạch 4-8 là hết 4.520.000. Chắc đồng ý là toa gạch là gạch lắp nền. Dạ. Toa sắt là 4-8 thì là hết 13.667.000 đồng. Là toa sắt để làm lại khung nhà. Dạ, toa cát xi măng hết 1.940.000 đồng. Toa ứng đồ mua đồ linh tinh, chắc là ốc vít là các thứ là hết 617.000. Toa cát xi măng 6-8 là hết 561.000 đồng. Công thợ làm 2 ngày, tất cả công thợ làm 2 ngày thì khi đó thì chắc cũng làm nhiều người đúng không bà nội? Ba người. Công thợ làm 2 ngày là hết 1.800.000 đồng. Dạ. Ngày 9 tháng 8 thì toa dây điện, là khi đó thì đồng nói với chị là chạy hết là hệ thống dây điện với bóng đèn cho hai bà cháu. Toa dây điện thì hết 1.376.000 đồng. Toa bóng đèn hết 109.000. Toa tôn là hết là 303.000 đồng. Công hai thợ phụ, hai người, ba người nhân 2 ngày là hết là 2.200.000 đồng. Tổng chi phí xây dựng là hết là 26.303.000 đồng.
Dạ. À, bây giờ thì Đồng sẽ xin phép trừ đi những cái khoản mà đã chi để làm cho hai bà cháu. Tổng số tiền hồi nãy Đồng công bố danh sách quý nhà hảo tâm gửi về giúp đỡ cho hai bà cháu là 40.620.000 đồng. Sau đây thì con xin phép trừ ra những cái khoản mình chi. Đầu tiên là chi phí sửa chữa căn nhà 26.303.000 đồng. Sau đó thì lần ghé thăm thứ hai thì có mua cho bé Thu một chiếc điện thoại. Không biết điện thoại giờ con xài tốt không con? Dạ con hay. Tốt không? Dạ tốt. Mượt không? Dạ mượt. Chắc Thu cũng bảo quản dữ lắm bà nội ha. Cưng lắm con. Dạ. Là hết 3.035.000 đồng. Mua cho hai bà cháu là hôm Đồng có gọi điện thì hỏi hai bà cháu có nồi cơm điện gì chưa. Thì bé Thu nói là trước giờ nấu bếp củi không à. Không có mua được nồi cơm điện. Do vậy thì mua cho hai bà cháu một nồi cơm điện. Nồi cơm điện hiệu Sunhouse thì giá là 1.140.000 đồng. Mua cho hai bà cháu thì mới có một cái quạt à. Nên Đồng mua thêm một cái quạt nữa. Một cái quạt hết 408.500 đồng. Đồng trừ ra những cái khoản mà chi gồm là sửa chữa căn nhà, mua điện thoại, mua nồi cơm điện và quạt và số dư còn lại của hai bà cháu là 9.734.000 đồng. Thì sẵn tiền đây thì con cũng trao số tiền này lại cho bà nội luôn. Thu đứng lên nhận tiền đi con. Đây. Thu nhìn đấy ha, đây là số dư của gia đình mình. Bên này là chi phí xây dựng 26.303.000. Bên này là mua điện thoại đúng không? Là mua nồi cơm điện với quạt là hết nồi cơm điện là 1.140.000, quạt là hết 408.500. Số dư còn lại của gia đình mình là 9.734.000. Thầy sẽ làm tròn thành là 9.750.000 ha. 1 2 3 4 5 là 1 triệu. 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 đúng không? 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9.734.000. Cái này là 9 triệu ha. Cái này 1 2 3 734 thầy làm tròn thành 750. Dạ cảm ơn. Đầy đầy đủ tiền chưa? Dạ đủ. À rồi con cứ ngồi xuống đi. À, quý cô chú chị thì cũng thưa với bà nội với bé Thu là với quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị là tại sao mà lâu nay không thăm hai bà cháu? Đó là cái đội mà làm chuyên thiện nguyện bên khu vực mình á. Ừ. Thì cũng đang dang dở nhiều cái căn nhà tình thương khác. Do vậy thì phải xong bên kia thì mới qua đây làm được. Tại vì ở cái chỗ này thì thứ nhất là cái đường mà vận chuyển vật tư vô đây cũng khó khăn á. Do vậy thì cũng gặp nhiều vấn đề trục trặc nhưng mà cũng rất là vui vì hôm nay cũng ngôi nhà cũng hoàn thành cho hai bà cháu rồi. Dạ. Cảm ơn con ơi. Dạ. Bây giờ thì chắc Đồng với bé Thu sẽ quay một vòng căn nhà để xem căn nhà hiện tại của hai bà cháu như thế nào. À. Sau đó sẽ gặp lại hai bà cháu ở cuối video. À. Bà nội ha. À, mình đi con. Bà nội giữ tiền cho bé đi. Quý cô chú chị, nãy giờ thì Đồng với bé Thu với bà nội đã bàn giao xong căn nhà. Bây giờ thì Đồng sẽ quay một vòng căn nhà hiện tại của bé Thu thì được sửa lại như thế nào. Quý cô chú chị cũng thông cảm tại vì ở đây thì các anh thợ thì bận rộn nhiều căn nhà tình thương. Do vậy thì hôm nay mới hoàn thành được căn nhà của bé Thu. Đầu tiên là mặt trước quý cô chú chị cũng được tô lại hết rồi. Mấy cột này cũng tô lại cho chắc chắn cho hai bà cháu này. Hiện tại là do cái khung sườn này là làm trước đó rồi nên Đồng không thể sửa lại được nhiều tại vì tùy vào cái kinh phí quý cô chú chị thì Đồng sửa theo cái kinh phí mà quý nhà hảo tâm gửi về thì Đồng vón vén làm sao mà giúp cho hai bà cháu có một cái căn nhà nó không chắc chắn mà không bị dột mưa nữa.
Còn tiếp theo ở mặt trước này thì Đồng cũng kêu mấy anh thợ thì tô lại này. Điều đặc biệt là cái nền này hiện tại thì làm rất là cao và dán gạch hết rồi, rất là sạch sẽ luôn. Ở đây thì có làm một cái bực cho hai bà cháu bước lên cho dễ này. Tiếp theo thì đi vô đây thôi. Có làm lại cửa cho hai bà cháu luôn. Đấy, cửa sắt rất là chắc chắn luôn này quý cô chú chị. Cái này thì an toàn tuyệt đối luôn. Tối khóa lại là khỏi ai vô luôn, rất là chắc luôn. Cửa này là cửa khung sắt quý cô chú chị. Và dưới này thì phủ toàn bộ là sắt. Trên này thì là mặt kiến đục. Và có chốt thay then gài bên trong. Và bên ngoài cũng có một móc khóa. Và bên trong cũng có một cái luôn. Tiếp theo đây là gian phòng nhà phòng khách quý cô chú anh chị. Gian phòng khách thì nền cũng được lát toàn bộ bằng gạch hết. Gạch này là ai chọn thôi? Dạ con chọn. Ôi dạ, chọn màu đẹp và sạch chứ ha. Màu này rất là sạch này. Ở phía bên đây thì Đồng có kêu các anh thợ là trừ cho hai bà cháu một cửa sổ quý cô chú anh chị này. Cửa sổ thì cũng được làm cửa sổ khung sắt bảo vệ rất là chắc chắn luôn. Và có mặt kính hai cánh. Đấy, nếu đi đâu hay là sao thì đóng cửa lại. Và có chốt gài luôn quý cô chú anh chị. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Ban ngày thì mở ra cho nó mát. Và bên này thì cũng được dựng lại vách tôn hết rồi. Ở phía bên này quý cô chú anh chị cũng được làm lại khung sắt này. Và dựng lại vách tôn. Và trên kia thì tô lại cho hai bà cháu. Ở mái trên kia thì lập tôn, lúc trước lập tôn và đóng trần cách nhiệt, phim cách nhiệt. Ở đây thì là những cái tế khen mà lúc trước bé Thu còn đi học này. Đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là do điều kiện về sau thì bé Thu thì không còn thể tiếp tục đến trường nữa. Mà tạm gác lại những cái giấc mơ đang dang dở đó, giấc mơ đến trường để ở nhà lo cho bà nội và lo cho cuộc sống mưu sinh, đúng không? Đồng cũng rất tiếc một điều quý cô chú anh chị, đó là Đồng không có đủ kinh phí để sửa chữa lại toàn bộ căn nhà. Thì khi Đồng quay lên thì chắc bà nội cũng biết, bà nội là ở cái giữa nhà là có cái một cái kèo giữa nhà đó. Ừ, đúng, có cái kèo nằm giữa, giờ lấy không được. Sao bà nội lại rưng rưng nước mắt rồi? Bà mừng. Dạ. Mừng có được cái nhà coi là lẽ cho cháu ở. Dạ. Mừng quá, mừng. Rơi nước mắt hả? Mừng quá. Dạ. Đi xuống khổ nó thôi. Trước nhà thiêu hết à. Dạ, bữa hôm con xuống đây là đi dưới này là đứt chân hết này. Đứt hết chân rồi. Nay thì lành lặn này là mừng bà nội ha. Nó mừng. Dạ. Có cái cây kèo này ông mới kêu mấy ông kêu lấy không được. Giờ là lấy là phải đập ra hết. Làm lại hết mái hết. Là chi phí rất là cao, không có đủ chi phí á. Quý cô chú chị cũng thông cảm. Là ở đây quý cô chú chị này, rất là nhiều ông bà cô bác này góp ý này. Ở giữa nhà của hai bà cháu thì có một cái cột dựng ngược lên. Không phải không biết thì quý ông bà cô bác có góp ý là không phải là không biết là cái cột này là có phải là cột xuyên tâm như ông bà cô bác nói hay không. Thì Đồng cũng không biết, nhưng mà hiện tại nếu mà muốn dỡ bỏ cái cột này thì buộc phải làm lại mái hết. Và chi phí sẽ phát sinh rất là cao. Nhưng mà Đồng thì tùy vào cái số tiền mà quý nhà hảo tâm gửi về thì Đồng gói ghém làm sao mà giúp cho hai bà cháu có căn nhà kín đáo rồi là sạch sẽ, với lại có một khoản tiền dư để cho lo trang trải cuộc sống về sau nữa. Là vách này cũng được dừng lại này quý cô chú chị. Hiện tại thì hai bà cháu thiết kế sửa lại căn nhà thì rất là gọn gàng luôn. Bên này thì là thờ Phật thì cũng là bàn thờ rất là cao và hướng ra cửa quý cô chú chị. Ở đây thì bé Thu thiết kế một cái tấm rèm này. Ở đây thì cũng chạy lại ổ điện cho hai bà cháu luôn. Cái này bật bóng này ở đâu Thu? Đấy, sáng đèn luôn quý cô chú chị. Hệ thống điện này cũng chạy cho điện cho nó có cái lớp bảo vệ kia cho nó an toàn cho hai bà cháu và bóng cũng sáng luôn. Rồi tiếp theo mình đi vào trong. Đầu tiên đi vào trong thì ở lối đi thì Đồng cũng trừ cho hai bà cháu một cửa sổ này. Đấy, cửa sổ này ban ngày thì mở ra cho nó sáng thôi.
Dạ. Ban đêm thì đóng lại. Thì cái phía dưới này thì bữa hôm mấy anh thợ nói làm còn thiếu một miếng tôn, thì hôm nay thì anh mấy anh thợ bưng bẩn á, thì hôm sau sẽ vào bắn cho hai bà cháu cho nó kín đáo. Khung này là khung sắt bảo vệ luôn. Dưới này cũng lát gạch luôn quý cô chú chị. Tiếp theo là gian phòng ngủ này. Trước đó thì không có phòng ngủ đâu, hôm nay thì có làm cho hai bà cháu một phòng ngủ như vậy này. Ở phòng ngủ thì cũng làm một cửa sổ quý cô chú chị. Cửa sổ thì cũng có cả, giống như ngoài phòng khách á, cũng có hai cánh luôn. Cũng là khung sắt bảo vệ rất là chắc chắn và có chốt then gài luôn. Ban ngày nên mở ra dễ thoáng này. Hiện tại thì phòng ngủ này cũng được lát gạch ha. Thì Đồng có mua sắm cho hai bà cháu một cái quạt để trong phòng ngủ này. Ở trong phòng ngủ thì cũng chạy hệ thống điện hết rồi. Và phòng ngủ quý cô chú chị thì cũng có cửa này, có then gài chốt trong. Tối Thu đi ngủ chốt vậy là khỏi ai vào được đây luôn Thu ha. Dạ. Rất là chắc chắn luôn, cái chốt này chắc này. Khung sắt này rất là dày luôn quý cô chú chị. Đấy, rất là chắc chắn này. Trên này mặt kiếng, nhưng mà mặt kiếng phía bên trong là có khung sắt bảo vệ. Thì hai bà cháu ở đây thì ngủ bằng nệm với gối. Tại vì không gian diện tích nhà mình nó hẹp á, ngủ dậy thì nó sẽ gọn hơn ha. Dạ. Sáng dậy thì gấp lại. Đi phía khúc bên dưới quý cô chú chị này cũng được, xung quanh cũng được đóng tôn hết rồi và lát gạch là toàn bộ căn nhà luôn. Ở đây thì có trừ cho hai bà cháu một cái cửa sổ cửa để đi xuống dưới này. Đây là không gian bên dưới nhà bếp của nhà bé Thu. Phía bên này là cái gian nhà mà thường thường là buổi trưa thì Thu với bà thì hay ra đây ngủ cho nó mát đúng không? Dạ. Ở bên dưới này là khu nhà bếp của chú chị. Thường ngày là con nấu ăn là bằng bếp củi này hả? Dạ. À, là con nấu hay là bà nội nấu? Dạ con nấu. Vậy hả? Dạ. Thu đứng đây vô đây chia sẻ coi. Là Thu thì nấu được nhiều món không? Dạ con nấu cũng ít món. Là được khoảng mấy món? Dạ 2-3 món gì thường. À. Rồi cái nồi cắm điện này là ở đâu ra Thu? Dạ thầy mới mua cho. À, cái này ông bà cô bác mua không phải tiền thầy đâu. Dạ. Thì ông bà cô bác thì có gửi tiền thì hai bà cháu trước về giờ cứ nấu bếp củi như vậy quý cô chú chị. Thì khi mua thì Thu có chia sẻ là thôi thầy ơi đừng có mua để con nấu bếp củi cũng được đúng không Thu? Dạ. Nhưng mà Đồng nói là những lúc mà sau này thì Thu có thể đi làm thêm gì đó thì ở nhà thì bà có thể cắm cơm nó tiện lợi hơn. Bà thì đi lại khó khăn á, mà nấu bếp củi lõm cộm vậy thì sợ bà xuống đây té nữa này, mưa gió nữa. Quý cô chú anh chị có thể thấy được cái chỗ mà Thu đứng này này thì nó sụp sụe hết rồi, thì rất tiếc là kinh phí thì nó hạn hẹp. Do vậy thì Đồng chỉ biết là trong mức tầm kinh phí thì Đồng sửa cho hai bà cháu có một cái mái nhà như vậy. Nhưng mà khi mà được cái mái nhà như vậy thì con có cảm giác là vui và hài lòng không? Dạ con vui lắm. À, con có nghĩ là con sẽ có được sửa nhà như vậy không? À, hồi đó giờ con với bà nội cũng mong có được cái nhà lành lặn mà tới trường cho, con vui lắm, không tin là có thiệt vậy. Ông bà giúp được bao nhiêu thì mình trân trọng và quý giá bao nhiêu con ha? Dạ. Mình cũng không có đòi hỏi đúng không? Dạ. Dạ, duyên mình tới đâu thì mình nhận tới đó đúng không con? Dạ. Con có nghĩ vậy không? Dạ có. Con nghĩ sao? Con nghĩ là nếu ông bà cô bác thương con cho con được bao nhiêu thì con nhận bao nhiêu, chứ con không dám xin thêm hay là đòi hỏi, chỉ mong là có nhiêu là con mừng bao nhiêu với bà nội thôi. Từ nay thì hai bà cháu không còn sợ mưa gió nữa, không sợ mỗi lúc mà đi lên rách chân giống như lần trước nữa ha. Dạ. Cái nhà cũ chắc mà đi là rách chân nhiều lắm hả? Dạ. Rách nhiều không? Dạ nhiều. À. Hiện tại thì đi thì thoải mái rồi đúng không? Dạ. Đây này, hai bà cháu thì thường ngày chặt củi chắc cả đống quý cô chú chị này. Đây là củi này là con với bà chặt ha, về để dành nấu hả? Dạ. À, rồi có bán không? Bán cho thầy mấy bó coi. Dạ không có thầy. À. Đây, để sau này là chỗ đựng nước này. Và khu bên này là khu nhà vệ sinh, trước có sẵn rồi quý cô chú chị. Dưới này cũng có bóng đèn luôn á. Đó, khu bên này là có khu nhà vệ sinh.
Mặc dù nó chưa được tô nhưng mà nó cũng đầy đủ rồi, thu ha. Dạ. Cũng khép kín trong nhà luôn rồi. Rồi mình đi lên nhà đi con. Do cái tầng này quý cô chú chị thì cũng được lót cái phim cách nhiệt kia này, cái miếng xốp á, cách nhiệt nên cũng không có nóng lắm con. Dạ. Đồng chỉ tiếc một điều là cái đồng không có thể sửa giúp hai bà cháu được cái cột chứa nhà quý cô chú chị, cái kèo. Thì đồng nghe ông bà cô bác nói là kèo này một là để lệch 37 hoặc là 46, chứ thực chất mà khi mà đồng nhìn đây thì thấy là 5 năm. Thì trước giờ thì đồng con cũng không biết đâu, nhưng mà khi mà được quay lên á, ông bà cô bác có góp ý là cái này là dưới nhà luôn. Thì xây dựng như vậy thì không tốt cho gia chủ ở trong á, bà nội. Ở trong thì sợ nhiều khi ông bà cô bác này thì ở là bệnh tật gì đó, thì là làm ăn không có tới á. Bà con không có nói với ông Từ Thiện, bây giờ anh làm sao nữa? Cái này với cái cột xuống. Hôm bà nói sao? Nó nói giờ anh nằm cái cây cột, với cây cột này với cái kèo này anh lấy xuống giùm được không? Anh nói không được, nếu lấy phải dỡ hết cái nóc ra. Dạ. Cái hết nóc ra lấy mới được. Dạ, giờ, tại vì giờ thứ nhất là cái nhà này đã có cái khung sẵn ngày xưa rồi. Là rồi. Bà trước đó thì dành dụm được bao nhiêu thì xây dựng như vậy. Ừ. Mà khi đó xây dựng thì chắc là làm sao cho nó chắc chắn là được chứ không có nghĩ đến không có nghĩ, đúng rồi. Nhưng mà hiện tại thì theo bà thì cái đó mà ông bà cô bác nói vậy có đúng không? Đúng, bà cô bác nói đúng đó. Mà giờ bà làm sao bây giờ? Lấy xuống cái phí nhiều lắm, giờ nếu anh từ thiện nó lấy ra ga hư toàn kia hết à. Không phải lập lại lập cái toàn khác. Đúng rồi, tại vì đúng lấy đó. Ra buộc là phải lấy cái đòn tay, cái đòn mà bắt ngang để giữ tôn á, là cái đòn phải bự hơn. Đúng rồi. Cái đòn phải bự hơn thì mới lấy ra được. Chứ cái đòn này hiện tại là đòn nhỏ, tại vì ở giữa lúc trước làm á thì chắc là cái máy tôn này lúc trước cũng là đội từ thiện cho hay sao ạ? Trước nhà nước, bà con cho hả? Nhà nước cho con ơi, mà cho có 5 triệu à. Rồi cái lấy mấy cây nhà gác đại lên đó mấy cây. Không, ý là cái tôn này á. Tôn này nhà từ thiện của bà Nghĩa. Là cho. Nhưng mà cái đó thì là làm theo khung sẵn, con thấy là cái kèo. Mấy cái kèo bắt ngang là mấy cái kèo nhỏ vì ở giữa nhỏ. có cái cột chống rồi. Nhưng mà giờ nếu mà đập cây cột chống đó ra thì buộc phải là phá bỏ hết mấy cái kèo kia không xài được nữa, mình phải xài kèo bự. Thì chi phí thì gần như là làm lại mới hoàn toàn mãi. Dạ, thì chi phí này thì con nghĩ cũng hết tầm nếu mà lợp mấy nhà như vậy chắc cũng hết tầm mười mấy triệu á. Dạ, mười mấy triệu. Thì con cũng muốn giúp cho hai bà cháu sửa lại cái cột xuyên tâm này. Tại vì nghe ông bà cô bác góp ý là nó không có tốt cho gia chủ. Ở trong này thì có thể xảy ra nhiều vấn đề cho người ở. Thì con cũng biết vậy, thì con trước giờ thì con thực sự con cũng không biết đâu. Nhưng mà sau nhiều ngôi nhà ở vùng miền Tây thì rất là xây dựng giống vậy này. Thì ông bà cô bác góp ý thì con cũng chia sẻ lại. Mà đó cũng đúng là cảm nhận của bà nội ha. Đúng rồi. Mà thì hoài mà không làm sao lại làm sao sửa được, tiền đâu mình sửa. Dạ. Giờ sửa là thì sẽ bỏ mấy tôn thì có thể xài, nhưng mà mấy cái kèo bắt ngang là không có xài được, tại vì cái kèo nó nhỏ. Tao mình dỡ ra nó có cái lỗ mà mình làm sao? Dạ. Nếu mà tao mình dỡ ra có cái lỗ đó thì dạ. Cũng khó rồi nha. Thôi giờ tạm thời thì cứ vậy đi ha, ông bà ha. Để xem sao nếu mà có khắc phục được thì con sẽ khắc phục cho hai bà cháu. Dạ. Được rồi, bà cảm ơn con ơi, còn không được thì chắc ở vậy chứ sao giờ. Dạ. Bà mà cảm xúc của bà như thế nào mà khi được sửa sang làm lại mới căn nhà như vậy? Bà mừng lắm. Nói từ đó giờ muốn có nhà vậy nè mà không có, bây giờ có được mừng lắm. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với các nhà trợ trong nước ngoài nước, với thứ cứ con có con nữa với bà từ thiện vô một phần. Dạ. Cảm ơn dữ lắm con ơi. Dạ. Cảm ơn hết á. Dạ. Thiệt lòng cái đó, thiệt tình nha. Dạ, thì nói chung là khi mà con kết nối mà con bản thân con đi, con đi kết nối mà con giúp được những hoàn cảnh một phần nào đó thì con cũng cảm giác rất là vui. Tại vì khi mà mang nụ cười đến cho những hoàn cảnh thì con cũng vui lây vậy đó. Giống như thấy bà nội mà cười thì con cũng thấy ủi. Mình cũng vui quá khi mà bản thân mình lại không giúp được gì nhiều nhưng cũng góp phần tạo nên nụ cười cho những hoàn cảnh á.
Cảm ơn con nghèo ngang. Dạ. Thu thì con sao? Cảm xúc của con hiện tại á? Dạ con vui lắm. Dạ con cảm ơn ông bà cô bác. Với con cảm ơn thầy, cảm ơn mấy chú từ thiện ở đây đặng sửa là cho hai bà cháu con có cái nhà lành lặn. Con có lời chúc gì cho ông bà cô bác không? Dạ con chúc ông bà cô bác có sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, mong các ông bà cô bác làm ăn khấm khá đặng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn giống như con. Thu thì có dự định sẽ tương lai sẽ đi tìm một cái công việc gì làm không Thu? Dạ có. Con tính đi làm gì? Dạ con tính đợi con đủ tuổi con đi làm công ty. À, nói chung là giờ Thu thì cũng mong đủ tuổi để đi làm công ty trang trải cuộc sống đúng không? Dạ. Nuôi dưỡng nuôi giống như là phụng dưỡng, xin lỗi quý cô chú chị, phụng dưỡng bà nội. Dạ. Đúng không? Dạ. À, thì bà nội ơi, bà nội thì có mong Thu sẽ được đi làm không? Thì bà cũng mong con cháu đi làm con rồi. Dạ. Có tiền nếu mua gì cũng được, có khi nhà không có tiền mua gì cháu thấy cũng tội nghiệp không? Dạ. Một cô bé 16, 17 tuổi mà phải dừng ngang việc học như vậy vì cuộc sống gia đình, vì trước đó thì cha mẹ thì mỗi người một phương, mỗi người có một cái cuộc sống riêng, thì để lại cho bà nội nuôi bé như vậy. Dạ. Thì nói chung là Đồng cũng rất là vui, mặc dù thì hai bà cháu hiện tại căn nhà thì chưa được hoàn chỉnh lắm, nhưng mà như bà ngoại với như bà nội với Thu chia sẻ thì bà nội với Thu thì rất là mừng, rất là vui. Thì ông bà cô bác giúp được bao nhiêu là niềm vui bấy nhiêu bà nội ha. Chắc Đồng cũng thay mặt gia đình hai bà cháu bé Thu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Chắc Đồng cũng xin phép kết thúc video để di chuyển về Bình Dương, tại vì mùa này đang chuẩn bị mưa gió nữa, con phải di chuyển sớm. Tại vì di chuyển là Đồng với người em Caramel là đi bằng xe máy. Do vậy thì tranh thủ những lúc mà trời không mưa thì đi, mưa lại phải trú mưa. Có những lúc thì hai anh em đổi mưa đi tầm tá thì cũng có những cái kỷ niệm. Nhưng mà khi xuống thật sự mà chia sẻ là khi mà xuống được cái mảnh đất miền Tây á, thì bà con ở đây thật sự rất là thân thiện luôn. Có cái gì thì dùng cái đó thì và có những cái câu chuyện rất là vui. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng và bà nội và bà Thu. Chào ông bà cô bác.